Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ móc một chiếc túi đựng chai, để chai nước rất là xinh xắn, hình mắt lưới bằng len, họa tiết hoa sáu cánh như này, rất là xinh. Để móc được một chiếc túi đựng chai nước như thế này thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc kéo này dùng để cắt này, một chiếc kim khâu len này, một chiếc kim móc này, len sợi cốt tông ba màu xanh như đỏ như thế này, và một chai nước lọc. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái màu xanh này. Đây thì mình sẽ móc một cái vòng tròn ma thuật này. Mình sẽ móc theo cái kích cỡ của cái chai nước của mình nhé. Mình sẽ lên 2-3 mũi bính này. Và đây mình sẽ móc khoảng 12 mũi kép này. Đó, sau đó thì mình sẽ thắt cái vòng tròn ma thuật này nè. Và mình sẽ trượt mũi cái vòng đầu tiên và mình sẽ lên 3 mũi bính này. Sau đó thì mình sẽ móc luôn tại chân này một mũi kép này. Các chân tiếp theo thì mình sẽ móc 2 mũi kép chung chân này. Đó, tất cả mình sẽ móc lần lượt 2 mũi kép chung chân. Sau khi mình đã móc lên cái vòng cuối cùng này, cái mũi cuối cùng này, thì mình sẽ trượt sang bên này một mũi một trượt này. Và mình sẽ lên tiếp tục 3 mũi bính. Theo nó chân đầu tiên thì mình sẽ móc một mũi kép. Chân thứ hai mình sẽ đi mũi
kép đơn này, chân thứ ba một mũi kép đơn này, chân thứ tư một mũi kép đơn này, chân thứ năm một mũi kép đơn, sang chân thứ sáu thì mình sẽ đi hai mũi kép trung chân. Nghĩa là chân thứ bảy năm mũi kép đơn thì mình sẽ đi mỗi một mũi trung chân này. Đó. Năm mũi riêng thì mình sẽ đi một mũi chung này. Sau đó thì mình sẽ sang kết mũi, kết vòng ở đây. Mình đã một cái được cái một vòng tròn cũng nên như thế này. Đây thì mình sẽ tắt cái vòng này lại, cắt đi cho nó khỏi vướng nhé. Tôi nói mình sẽ đi lên hai mũi và mình sẽ cách mũi 1 2. Đây thì mình sẽ phải lên 4 mũi này, 3 4 này, và mình sẽ cách hai mũi 1 2. Mình đi mũi kép nhé và lên hai mũi bính này. Sau đó mình sẽ cách 1 2, mình sẽ cách chân này và đi mũi kép này, liên tiếp hai mũi bính này, 1 2 đi mũi kép này, 1 2 mũi bính này, sau đó đi mũi kép cách chân 1 2 này, 1 2 này, và sẽ đi cách chân này. Mình cứ cách một chân thì mình sẽ đi một mũi kép và lên hai mũi bính nhé. Nhớ là sẽ phải cách mũi nhé. Sau đó thì mình sẽ sang bên này, mình trượt mũi 1 2 và trượt ở cái chân mũi thứ ba này. Đó,
sau đó thì mình sẽ tiếp tục lên 1, 2, 3, 4 và tiếp tục đi mũi kép xuống cái chân đối diện này luôn này, sẽ lên 2 mũi bính và lặp lại sẽ đi theo cái chân của chân trước, đối diện của chân trước này, 1, 2 này, và mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi được khoảng 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ đi tầm khoảng 10 lượt tùy theo cái chiều cao của cái chai nước này. Và mình sẽ đi lần lượt như vậy này, hai lên hai mũi bính này và đi xuống cái chân cũ này. 1, 2 này. Và mình sẽ đi xuống chân của lượt thứ nhất này. Đó, sau đó thì mình cũng sẽ sang trượt mũi 1, 2, 3. Trượt mũi này. Tiếp tục mình sẽ lên 1, 2, 3, 4. Và mình sẽ móc tiếp xuống cái chân bên cạnh này. Và mình sẽ móc thực hiện như vậy cho đến khi mình sẽ gặp nhau ở lượt thứ 10 nhé. Sau khi mình đã móc xong ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 lượt thì mình sẽ bắt đầu móc đến cái phần quai này. Vì là mình sẽ phải ướm cái chai nước này vào, xem nó vừa đến đâu thì mình sẽ dừng lại này. Đó, mình chỉ móc lên thế nằm thế này. Mình sẽ móc lên hai mũi bính này. Sau đó thì mình sẽ móc mũi kép ở đây. Mình sẽ móc 3 mũi kép này. Sau đó thì mình sẽ lên 1, 2 và tiếp tục móc. Mình sẽ móc lần lượt như vậy cho đến khi là đạt được một cái quai sách rất là xinh thì là mình sẽ dừng lại nhé.
mình sẽ móc 3 lượt, 3 cái mũi, 3 mũi kép như vậy. À, mình sẽ móc lần lượt cho đến khi được cái phần quai mà mình cần sử dụng nhé. Sau khi mình đã móc được cái phần quai ấy, nó khoảng 30cm này, thì mình sẽ móc sang cái phần đối diện này. Mình sẽ chia 7 mắt nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và mình sẽ móc vào đây. Sau đó thì mình sẽ trượt mũi để móc cái phần thành quai vào đây này. Sau đó mình sẽ cắt bỏ cái phần này dây này. Mình sẽ dùng kim khâu len để mình dấu mũi vào phía trong này. Sau đó thì mình sẽ thắt lại. Móc xong cái túi đựng chai nước rất là xinh. Và đây là họa tiết hoa sáu cánh của mình. Mình sẽ trang trí vào cái phần quai này. Thì mình sẽ móc thêm này.
Đó, sau đó thì mình sẽ chợp mũi như thế này. Mình sẽ tắt. Như vậy là mình đã móc xong và trang trí xong cái phần túi đựng chai nước rất là xinh xắn và tiện dụng luôn ạ. Rất là xinh phải không ạ? Rồi, mời các bạn theo dõi các video sau của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất là xinh.